Bà con nào đang gặp tình trạng khó khăn trong việc kiểm soát mầm trôi và đọt phát triển quá nhanh, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng cây trồng, đừng lo lắng vì đã có vi lượng Hitoco 79 chính là giải pháp chuyên biệt giúp bà con khống chế mầm trôi và đọt một cách hiệu quả, bảo vệ cây trồng phát triển mạnh mẽ, đồng đều. Vi lượng Hitoco 79 không chỉ giúp kiểm soát trôi và đọt một cách chính xác, mà còn bổ sung đầy đủ các chất vi lượng cần thiết cho cây. Sản phẩm này mang lại nhiều lợi ích vượt trội như khống chế hiệu quả mầm trôi và đọt, bổ sung vi lượng thiết yếu như kẽm, sắt, đồng, giúp cây trồng khỏe mạnh, tăng sức đề kháng với sâu bệnh, thúc đẩy quá trình ra hoa và kết trái, tăng năng suất và chất lượng nông sản, giúp cây cứng cáp hơn trước điều kiện khắc nghiệt. Thành phần chính là boron chiếm 2000 ppm, độ ẩm là 1%, khống chế đọt, mầm trôi, đứng đọt tức thời, lá non nhanh chuyển lụa, giảm rụng trái non do cạnh tranh dinh dưỡng, lá già đều và đồng loạt, tạo mầm hoa cực tốt, tạo mầm hoa theo ý muốn, trổ hoa đồng loạt, cây khỏe đề kháng các loại mầm bệnh. Hitoco 79 mang lại hiệu quả vượt trội chỉ sau vài lần sử dụng. Dưới đây là liều lượng sử dụng cho từng mục đích. Đối với cây ăn trái, cây công nghiệp, rau màu, khi tạo mầm hoa, pha 800g với 400 lít nước, phun đều lên cây để kích thích ra hoa đồng loạt, giúp cây phát triển mạnh ở giai đoạn sinh sản. Chăn đọt, thúc giá lá nhanh, pha 800g với 200-300 lít nước để khống chế đọt, giúp cây tập trung dinh dưỡng cho lá và quả, mang lại hiệu quả tối ưu trong việc tăng năng suất. Giải pháp toàn diện để kiểm soát mầm trồi và đọt, phù hợp với mọi loại cây trồng, giúp cây phát triển mạnh mẽ và đạt năng suất cao. Bà con hãy liên hệ ngay với đội ngũ kỹ sư Huy để được mua hàng chính hãng nhé!